Hello, chào các bạn. PC hồ cá đang là xu hướng của những năm gần đây. Và với một cái bộ PC màu sắc như thế này thì chúng ta sẽ không thể thiếu được bàn phím màu sắc. Đây là một cái bộ bàn phím và chuột của nhà Micropac. Có thiết kế rất là đẹp, nhiều màu sắc, độ hoàn thiện cao, rất phù hợp cho các cái dạng PC bể cá. Combo bàn phím chuột này có bộ thu tín hiệu nằm dưới con chuột và có thể sử dụng với cả Windows, Mac và Android. Bàn phím và chuột có tích hợp sẵn pin và bạn không cần phải gắn pin rời để sử dụng. Nếu dùng ít, 3 tháng mới phải sạc, còn nếu dùng nhiều, có dùng đèn LED thì khoảng 1 tháng. Bây giờ tôi sẽ mở đèn LED cho các bạn xem nha. Đây là nút công tắc nguồn. Đó, chúng ta có một cái dải đèn LED rainbow như thế này. Trên chuột có thiết kế thuôn dài với 5 nút bấm và một nút thay đổi DPI. Trọng lượng vừa phải, cảm giác cầm nắm chắc chắn. Lòng bàn tay hoàn toàn vừa vặn với chuột và có thể dùng theo kiểu palm grip, claw grip hay finger grip đều được. Vật liệu hoàn thiện tốt, dải đèn LED phía dưới chuột vừa đủ để tạo điểm nhấn sang trọng. Khi cắm sạc thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đây là bộ thu phát tín hiệu và bây giờ tôi sẽ kết nối nó vào một cái điện thoại Android. Tất nhiên là bạn phải có cái bộ chuyển này, tại vì điện thoại của tôi cổng sạc là Type-C. Đó, cái tiếng tinh như thế này có nghĩa là cái điện thoại nó đã nhận bộ bàn phím và chuột. Các bạn có thể nhìn thấy đây là con chuột ha. Với combo chuột và bàn phím này, các bạn cũng có thể sử dụng ở trên điện thoại hoặc là tablet Android. Các bạn có thể mở các cái bảng tính hoặc là các văn bản để chúng ta có thể thao tác. Bây giờ tôi sẽ thử chiến game một chút nha. Tôi đang vào và chơi game Fallout 76. Đây là bàn phím silicone nên sử dụng khá là yên tĩnh. Khoảng cách giữa các phím và hành trình phím vừa phải. Cảm giác nhấn êm ái. Các ký tự to và dễ nhìn. Phần giữa phím hơi lõm xuống một chút, giúp bạn nhận biết vị trí ngón tay để thao tác chính xác. Một vấn đề khi sử dụng bàn phím để chơi game là nó có thể bị hiện tượng keyboard ghosting, tức là bàn phím không thể thực hiện được chức năng của nó mặc dù bạn đã nhấn đúng phím. Thường xuất hiện khi bạn bấm quá nhanh hoặc là nhiều phím cùng lúc. Micropac Lifestyle KM269W có anti ghosting hỗ trợ bấm 24 phím cùng một lúc và hoàn toàn không gặp phải các hiện tượng keyboard ghosting. Chuột có thể tùy chỉnh từ 1.000 đến 4.000 CPI, hoàn toàn đáp ứng được các game bắn súng trên các màn hình có độ phân giải cao. Về cái bộ bàn phím và chuột này thì chúng ta có thể sử dụng nó đa năng cho cả nhu cầu văn phòng hoặc là game. Với cái màu sắc phong phú như thế này thì phải nói là trên bàn làm việc của các bạn ấy, nó sẽ có một cái chút gì đó thay đổi, cái chút gì đó tươi mới. Nó đem lại cái mood và nó đem lại cái cảm hứng cho mình khi mình không có bị những cái, tức là những cái cảm giác mà nhàm chán của những cái bàn phím mà nó quá là đơn điệu, hay là cái sự lòe loẹt của những cái bàn phím mà quá nhiều đèn LED. Thì cái đèn LED ở đây nó được tiết chế vừa đủ. Như thế này tôi đánh giá rất là đẹp, vừa đủ. Tự trung lại thì đây là một bàn phím có thiết kế đẹp, màu sắc rất là bắt mắt. Nếu các bạn đã xem đến đây thì hãy cho chúng tôi một tim, một like và nhớ đăng ký kênh để nhận thêm các cái bài trên tay mới nhất của chúng tôi.